Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Đúng Laptop. Hôm nay mình lại giới thiệu cho các bạn về một mẫu máy văn phòng. Nó đang ở trước màn đây của nhà sản xuất Dell. Đó là chiếc Dell Inspiron 7501. Và nếu các bạn có theo dõi những video trước của Đúng Laptop thì cái thiết kế của chiếc 7501 này nó tương đối giống so với những chiếc Dell Inspiron như 5502, 5410 hay 5510. Và với dòng chip H trên chiếc 7501 này, nó mang đến cái hiệu năng làm việc mạnh mẽ cũng như là nó có những cái thiết kế mới gì thêm, thì các bạn hãy cùng mình vào đánh giá chi tiết chiếc 7501 này các bạn nhé. Để giới thiệu về những bộ máy văn phòng thì chúng ta không thể bỏ qua phần thiết kế của nó. Nhìn phát đã thấy bắt mắt và đã thấy cái màu bạc này sáng trưng của chiếc 7501 này rồi. Và như phần mình nói ở trên, nó khá giống với thiết kế của những dòng máy Inspiron của nhà sản xuất Dell như chiếc 5410 hay chiếc 5510, thì vẫn giữ cái lối thiết kế mỏng nhẹ và sang trọng. Các bạn có thể nhìn thấy rằng nó vẫn khoác lên mình một cái lớp sơn màu bạc. Và cái lớp sơn màu bạc này thì nó làm cho chiếc máy trở nên nhã nhặn và mình thấy rằng nó rất sang trọng. Và cái màu bạc này, năm nay rất nhiều bạn đang muốn sở hữu những chiếc máy có màu bạc như này. Ở giữa của nó thì vẫn là logo của nhà sản xuất Dell các bạn nhé. Và hai cạnh của máy thì vẫn được cắt sắc cạnh này. Và được các bạn có thể nhìn thấy rằng bo tròn trên hai đầu này làm cho chiếc máy trở nên gọn hơn. Và với cái lớp sơn bạc này thì các bạn yên tâm nhé, nó sẽ không bị bám vân tay đâu. Mình đã dùng mấy ngày qua rồi, nó rất sạch các bạn ạ. Và một phần mà mình muốn nhấn mạnh trên cái thiết kế bề ngoài của chiếc 7501 này, nó khác biệt so với chiếc 5502. Ở cái điểm là 5502 thì các bạn có thấy rằng cái phần cạnh gáy này của chiếc 5502 thì toàn bộ cạnh gáy này được trải bằng một lớp cao su các bạn nhé. Một lớp cao su. Nhưng mà khi chúng ta mở máy ra thì cái lớp cao su này nó sẽ tiếp xúc trực tiếp xuống bàn, thì cái vấn đề vệ sinh của lớp cao su này nó hơi bị khó. Và khi cái lớp cao su này thì mình nhìn thấy rằng cái gáy của máy nó sẽ không được mạnh mẽ cũng như là nó sẽ không được sang trọng. Nhưng trên chiếc 7501 này thì nhà sản xuất đã thiết kế cái cạnh gáy của nó là một thanh kim loại và được cắt sắc như này và được bo tròn. Chúng ta nhìn đã thấy cái sự mạnh mẽ của chiếc 7501 này rồi. Và cái vấn đề vệ sinh khi chúng ta mở máy ra, cái cạnh này nó sẽ áp xuống bàn thì chúng ta lau cực kỳ dễ dàng các bạn nhé. Và nó tăng thêm cái vẻ chắc chắn cho cạnh gáy của máy. Và một điểm mà mình muốn giới thiệu cho các bạn nữa, đó là toàn bộ chiếc 7501 này được làm bằng nhôm nguyên khối các bạn nhé. Kể cả mặt đê luôn. Kể cả mặt đê của chiếc 7501 này cũng làm nhôm nguyên khối. Mặt đê thì cũng tương đối giống với những chiếc dòng máy Dell Inspiron của nhà sản xuất Dell. Đó là vẫn là những cái lốm cao su dài này để tránh xước, hay là những lỗ thông gió cũng như là hai giải loa này, nó tương đối giống nhau. Chúng ta hãy đi đến ngay cái phần cổng kết nối để xem nhà sản xuất Dell trang bị trên chiếc 7501 này những cái cổng kết nối như nào các bạn nhé. Đầu tiên ở bên cạnh trái của mình, đó là một cổng sạc các bạn này, một cổng HDMI, một cổng tai A và một cổng tai C. Vâng, cổng tai C này nó sẽ giúp cho các bạn liên kết với cả nhiều thiết bị hiện đại hiện nay. Và bên cạnh đối diện thì là một cổng jack tai nghe nhé, một cổng tai A và một thẻ micro SD. Vâng, mình thấy rằng nó khá đầy đủ cổng kết nối trên chiếc 7501 này. Và trọng lượng của chiếc 7501 này nó có trọng lượng là 1,7 kg, vì nó được làm bằng nhôm cũng như là nó có màn hình là 15.6 inch. Và cái độ mỏng của nó thì mình đã đo rồi, nó chỉ là 1,75 cm mà thôi. Nó khá thích hợp cho những bạn nào mà mang máy đi công việc. Và các bạn đánh giá nào về thiết kế của chiếc 7501 này? Mình thấy nó có một cái vẻ đẹp của một màu bạc, và mình thấy rằng với cái màu bạc này thì các bạn là một sự lựa chọn cho những bạn nào mà thích dòng máy kinh tế hiện nay. Các bạn hãy cùng mình vào tìm hiểu bên trong của chiếc Dell Inspiron 7501 này các bạn nhé. Khi mình mở máy ra thì mặt B của máy được nhà sản xuất trang bị cho nó một màn hình là 15.6 inch, với độ phân giải Full HD và với tấm nền là WPA, nó cho hình ảnh sắc nét cũng như là sự sống động. Và với tấm nền WPA này, chúng ta có thể nó như tấm nền IPS. Nếu các bạn để một góc rộng 178 độ thì hình ảnh của nó vẫn cho rõ ràng và không bị biến dạng. Và cái công nghệ chống chói trên tấm nền này nó sẽ giúp cho chúng ta khi làm việc ở môi trường ngược sáng thì hình ảnh vẫn rõ nét và không bị hại mắt cho các bạn quá nhiều. Với một thông số
độ sáng của màn hình này là 250 nit cùng với độ phủ màu là 64% sRGB. Với thông số này thì mình nghĩ rằng nó sẽ đáp ứng được tốt cho những công việc hình ảnh hay là việc giải trí liên quan đến các bạn làm văn phòng hay là những các bạn làm kinh doanh. Các bạn có thể thấy rằng với ba viền màn hình cực kỳ mỏng các bạn nhé, nó sẽ cho chúng ta cái hình ảnh rộng hơn. Và mình muốn nhấn mạnh cho các bạn một điểm, đó là với ba viền màn hình có màu trắng này, các bạn thấy rằng nó đồng bộ với cả màu bạc của máy không, tạo cho một hình ảnh cái viền màn hình này cộng như cái phần màu của máy này cực kỳ đẹp mắt. Đó là một điểm cộng trên phần màn hình. Và ở phía trên viền trên thì có một camera với cấu hình của nó là 720p thì nó sẽ cho hình ảnh sắc nét. Và với cái thời buổi dịch dã như này thì với một cái chiếc cam có cả nút tắt gạt như này thì sẽ rất tiện lợi cho các bạn nào trong việc học tập online cũng như là làm việc online, sẽ tiện cho các bạn nhé. Và chúng ta đi đến phần mặt C của máy. Phần mặt C của máy với những họa tiết như là những lỗ loa các bạn ạ. Mới tiên mình tưởng đây là một giải loa nhưng không phải, mình đã tìm hiểu kỹ rồi, nó chỉ là những họa tiết để làm mặt C nó được đẹp hơn một chút mà thôi. Và ngay dưới cái họa tiết này đó là phần bàn phím. Với bàn phím full size này, với nhiều phím số như này thì rất tiện lợi cho những bạn nào làm công việc liên quan đến những con số, như những bạn làm kế toán hay những bạn thuế hay kể cả những bạn nào kinh doanh, nhập những số liệu này vào thì cũng cực kỳ nhanh chóng. Và layout của bàn phím này thì nó không khác quá nhiều so với layout của những chiếc Dell Inspiron thời trước của nó, nhưng mình thấy rằng cũng khá đẹp mắt này. Và cái độ nảy của nó thì mình nghĩ tương đối tốt. Còn về cái hành trình phím ý, trong những ngày trải nghiệm vừa qua thì mình thấy rằng nó không được sâu nhiều lắm các bạn nhé. Tóm lại bàn phím này, những bạn nào làm văn phòng hay những bạn nào học tập cũng như công việc kinh doanh thì nó sẽ đáp ứng được cho các bạn. Và bên cạnh nó có nút mở khóa vân tay một chạm các bạn này. Khi các bạn cài vào và các bạn mở máy lên, các bạn chỉ cần một động tác chạm vào cái nút nguồn kết hợp với cả vân tay này, nó rất nhạy các bạn nhé, thì nó sẽ giúp các bạn mở máy dễ dàng hơn và tăng cái bảo mật cho chiếc 7501 này tốt hơn. Lui xuống một chút, đó là về phần touchpad. Cái đặc điểm đầu tiên mình thấy rằng với các viền của touchpad này được diamond cắt nhìn rất sáng. Đó là những cái điểm mà những chiếc máy laptop văn phòng hiện đại hiện nay đều được trang bị, đó là diamond cắt. Và mình thấy rằng cái diện tích touchpad này nó khá to. Những cái thao tác của mình trên cái touchpad này mình thấy rằng khá thoải mái. Mặc dù rằng nó không được mượt mà như trên những chiếc touchpad mà mình thấy rằng nó xịn sò, thế nhưng mà những cái thao tác của mình thấy là khá dễ dàng, cũng như là khi mình kích vào các điểm ấy thì nó cũng khá dễ dàng. Nói chung là touchpad này mình thấy là ổn. Và với hai giải loa ở phần mặt D các bạn nhé, hai giải loa này trong những ngày vừa rồi mình đã trải nghiệm nó trên những bài hát thì mình thấy rằng loa thì nó cũng cho ở mức âm lượng tốt. Và cái mức rõ ràng thì mình thấy là thoải mái khi nghe chiếc loa của chiếc 7501 này. Và nó tăng cho mình khi cái cảm giác của mình khi những ngày làm việc vất vả mà các bạn giải trí những bài hát trên chiếc loa của chiếc 7501 này thì nó sẽ làm cho các bạn thoải mái hơn. Khi các bạn chọn một chiếc máy ngoài cái thiết kế ra thì cái phần quan trọng đầu tiên mà mình thấy rằng rất quan trọng để các bạn chọn một chiếc máy đó là về phần cấu hình của chiếc máy. Và chúng ta hãy đi về cấu hình của chiếc 7501 này để xem rằng nhà sản xuất trang bị cho nó những cái gì. Và với chiếc 7501 này thì nhà sản xuất Dell trang bị nó con chip Intel Core i5 với RAM 8GB và SSD là 256GB. Với con chip Intel Core i5 10300H với 4x8 luồng và xung nhịp từ 2.5 cho đến 4.5GHz thì nó cho chiếc máy với dòng chip H này thì chiếc máy của chúng ta nó hứa hẹn sẽ làm cho cái hiệu năng làm việc mạnh mẽ cộng với cái sự ổn định của dòng chip H thì các bạn làm việc sẽ khá thoải mái và yên tâm. Với RAM 8GB DDR4 bớt 3200 và với RAM 8GB này thì mình nghĩ rằng đối với những tác vụ văn phòng thì cái chạy đa nhiệm của nó đã rất mượt mà rồi, nhưng nhà sản xuất đã thiết kế sẵn cho nó thêm một khe RAM nữa để các bạn nào mà thích nâng cấp, để thích cái sự mượt mà hơn trong chạy đa nhiệm thì các bạn hãy nâng cấp, tại vì đã có sẵn một khe RAM các bạn nhé. Và SSD thì sao? SSD thì là 256GB chuẩn NVMe và các bạn cũng thể nâng cấp thoải mái để các bạn lưu trữ dữ liệu tốt hơn, chiết xuất dữ liệu tốt hơn hay những cái tác vụ như các bạn khởi động máy, mở các app thì nó sẽ nhanh chóng hơn.
Và chiếc máy này được tích hợp card đồ họa đó là Ultra HD 630. Và với card đồ họa tích hợp Ultra HD 630 này thì nó sẽ hỗ trợ cho các bạn những cái phần liên quan đến hình ảnh một chút các bạn nhé, như chỉnh sửa ảnh hay là thiết kế đồ họa 2D. Còn về phần giải trí thì sao? Còn về phần giải trí thì mình khuyến cáo các bạn rằng trên chiếc 7501 này và trong những ngày qua mình đã test thử trên tựa game Valorant rồi, thì nó với dòng chip H nó chỉ tốt cho công việc làm việc của bạn thôi. Còn về vấn đề giải trí trên tựa game Valorant thì mình chơi thì mình thấy rằng cái mức FPS của nó không được cao các bạn ạ, chứ không nói là nó hơi thấp. Cộng với cả đôi khi những hình ảnh của nó thì nó có hiện tượng hơi giật một chút. Vậy nên rằng với một chiếc 7501 này và với dòng chip H này thì nó sẽ tối ưu, tốt hơn cho các bạn về công việc làm việc nhá. Còn về phần giải trí tựa game thì các bạn hãy xem xét và chơi những tựa game nó thích hợp. Và để chạy được trên một cấu hình này thì nhà sản xuất đã trang bị cho nó một cục pin là 65W. Với 65W mà các bạn để ở chế độ sáng màn hình là từ 60-70% thì nó có thể chạy được từ 5-6 tiếng đồng hồ cho các bạn. Vừa rồi là mình vừa giới thiệu cho các bạn toàn bộ về thiết kế cũng như là cấu hình của chiếc Dell Inspiron 7501 này. Các bạn có thấy nó giống những cái mẫu thiết kế trước như chiếc 5410 và 5510 hay không? Mình thấy rằng rất giống với một màu bạc đẹp mắt như này và với dòng chip H mạnh mẽ khi làm việc như thế này. Và nó có một mức giá cực kỳ tốt các bạn nhé, là 18.500 đang được bán tại cửa hàng Đúng Laptop. Các bạn hãy đến ngay cửa hàng Đúng Laptop tại 43B Thái Thịnh để được trải nghiệm cũng như là để nhân viên tư vấn tốt hơn cho các bạn. Các bạn còn câu hỏi nào liên quan đến sản phẩm thì các bạn hãy inbox trực tiếp vào fanpage của Đúng Laptop để anh em có thể giải đáp tốt hơn cho các bạn. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Và bây giờ xin chào và hẹn lại các bạn tại những video tiếp theo của Đúng Laptop. Xin chào.